Tìm thấy rồi. Nhà sản xuất Tiễn Kỷ Nhiên, Tiêu Cảnh Quy. Đây rồi, may mắn thật. 370 370 375. Tốt. Ok. Giám sát sản xuất Tiễn Kỷ Nhiên. Ba bảy năm không phải là số này. Đúng rồi, mình nhớ là có 420. 420. 4 3 2 1. Đi làm thôi. Kịch bản: Lâm Đăng Bình, Trần Bảo Tuân, Trần Bảo Hoa, Lương Hồng Hoa. Nhạc phim: Huỳnh Văn Hiền. Chỉ đạo nghệ thuật: Trang Chí Lương. Chỉ đạo hình ảnh: Dương Thiêm. Chỉ đạo võ thuật: Quách Chấn Phong. Sản xuất: Hồ Tuyết Nghi. Diễn viên chính: Trịnh Diệu Linh, Lương Gia Quy, Ngô Mạnh Đạt, Trịnh Bá Lâm. Khách mời đặc biệt: Lý Tái Phụng, Lục Kiến Minh. Diễn viên chính: Đỗ Thiếu Tân, Khưu Kiến Quốc. Đạo diễn: Tiền Vĩnh Cường. Làm người phải tích cực mới đúng chứ. Trời sáng tới đâu mà còn ngủ nữa. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Công việc của mình hôm nay bây giờ chính thức bắt đầu. Sớm như vậy đã đi làm. Thích công việc tới vậy hay sao chứ? Điên khùng mà. Tin tôi đi, Đàm tiên sinh, mảnh đất này thực sự rất trẻ đó. Đúng vậy, cả khu rừng đều là gỗ mềm. Làm đũa sao? Làm đũa là cực kỳ hợp luôn đó. Quảng cáo cũng nói như vậy mà. Xin lỗi nha. Gì chứ, chém tôi sao? Mảnh đất đâu phải tôi bán cho anh đâu. Cô Dương sao? Tôi họ Trương mà. Được rồi, tạm biệt. Xin chào ông Đàm. Chào. Xin chào, Lý tiên sinh, ông khỏe không? Nhà bị dột nước hay sao? Không thể nào, ông đã chuyển đi rồi hả? Cứu tôi với, bác sĩ ơi. Tôi sắp chết rồi đây. Giống như tuần trước tôi đã nuốt 4 con cá kiếm màu đỏ, loại có cái đuôi nhọn đó. Và sáng nay tôi lại nuốt vào cái loại mà tôi thích nhất, loại mà có cái đuôi màu đen đó. Anh nói xem tôi phải làm gì đây? Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Tôi hiểu, hay là nuôi một con to hơn phải không? Không được, tôi sợ tôi lại nuốt nó giống như ăn sashimi vậy. Tôi hiểu, có lẽ. Hay là cứ thử đi. Được, anh nói có tác dụng tôi sẽ thử vậy. Bác sĩ, tôi như thế có phải là hơi căng thẳng không? Hay là thử đổi gì? Tôi cũng muốn vậy đó. Nhưng mà công việc mới lương không có cao như vậy. Hay là chuyển nhà mới được không? Tất nhiên là không phải bây giờ. Ở đó cách xa thành phố, có nước chảy róc rách, với lại lớp sương mờ, không khí trong lành tốt cho sức khỏe. Tôi đã có quyết định rồi. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi đi nhé. Tùy ý cô vậy. Vấn đề của tôi đã được giải quyết hết. Thoải mái thật. Giờ tôi đi được rồi. Tốt quá. Bác sĩ à, tôi có cần chích thuốc không vậy? Hay là thôi đi, để tôi uống hết thuốc rồi hãy nói. À bác sĩ à, bây giờ tôi phải đi đây. Tôi không thể ở lại đây lâu được.
Vậy tôi phải chuyển nhà mới. Chuyển nhà sao? Đúng vậy, chuyển đến cái nơi bạn nãy bàn đó. Anh thật là một bác sĩ giỏi. Tạm biệt. Nè, cẩn thận một chút chứ. Không thì tôi bắt đền anh đó. Cô đừng cản trở tôi, nếu không tôi sẽ tính phí cô làm mất thời gian đó. Gì chứ, anh xem tôi là gái điếm hay gì mà tính kiểu đó với tôi. Cô Trương, chuyển nhà sao? Đúng vậy, cô chuyển đi đâu vậy? Chuyển đến Mã Loan. Có phải kết hôn với bạn trai rồi không? Chúc mừng cô nha. Cái đó là máy tính đó, cẩn thận một chút đi. Hôm khác nói chuyện sau nha. Gọi cho tôi nha, bye bye. Yên tâm đi, anh chỉ là lái xe, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Anh cũng không muốn ở lại Hồng Kông mãi. Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ làm hộ chiếu cho anh sau khi xong việc. Máy tính là thứ kiếm tiền của tôi đó, anh cẩn thận một chút đi. Anh để ở đây có được không vậy? Nếu không thì tránh ra đi, đừng có vướng tay vướng chân tôi. Tông chết bây giờ đồ bà Tám, cũng không phải cố ý, có cần hung dữ gì không? Người Hồng Kông đúng là điên mà, đi đường luôn không chú ý. Tôi thật muốn bắn con ả đó một phát. Lần này có nguy hiểm gì không? Nhớ để ý đó, có gì gọi tôi. Dạ. Nè, anh ngồi đây chờ chúng tôi. Ông Dương à, có ba người khả nghi đang đến gần. Là mấy người này sao? Tôi đi xem sao. Chào buổi sáng, tôi giúp anh bấm thang máy. Cảm ơn. Không sao, là bạn của ông Trương. Để tôi giúp ông cho. Cảm ơn. Bấm giúp tôi tầng 9. Anh cứ để tôi ở đó, tôi không cản trở mấy người đâu. Anh không cần sợ, anh không phải là mục tiêu của chúng tôi. A Hoàng, hôm nay mọi chuyện tốt chứ? Dạ. Anh nói chiếc xe kia đậu xích lên một chút với tôi được không? Chút nữa có một xe hộ tống sẽ đậu ở đó. Không vấn đề. Cảm ơn. Không được đậu xe ở đây, lấy xe đi đi. Đi thôi, đi thôi. Không có gì bất thường, các cậu có thể ra ngoài. Không liên quan tới tôi. Không liên quan tới tôi. Cứu tôi với, cướp. Tôi không nhìn thấy gì hết. Chìa khóa ở đây nè. Có chuyện gì vậy? Ra ngoài xem thử. Xe đâu? Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Họ lấy xe qua đón lão đại. Đại ca, bây giờ làm sao đây? Đấu với chúng. Cường Béo, cậu tiếp quản bên kia đi. Dạ. Đại ca, có nhiều cảnh sát quá. Ba bản được. Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Còn ba bản đường của chúng ta. Đi thôi, phổi sẽ không sao đâu.
đám cháy lớn quá. Anh họ lên xe đi, mau lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Mau lái đi. Lần này chúng ta phát tài rồi. Phát tài, phát tài. Chúng ta không cần phải làm việc nữa rồi. Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Vừa rồi cảnh sát đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Được rồi, xong. Tất cả đều ở đây. Tạm biệt. Nè, ngồi xích vào trong đi. Cô ngồi giữa là được rồi. Anh nói gì vậy? Ngồi giữa hai người sao? Ngồi xích qua bên kia. Đúng là phiền phức mà. Nhanh lên đi. Chết tiệt. Nhanh lên, nhanh lên. Gọi tổng đài, mời nói. Xe tải màu trắng đáng nghi đã được tìm thấy. Chiếc xe được dùng để cướp tiệm trang sức Thiên Lợi. Nó đang đi về hướng Tây Loan Hà. Cảnh sát quanh khu vực đó hãy chú ý. Chiếc xe van trắng đã cướp tiệm trang sức Thiên Lợi, đang di chuyển về phía Tây Loan Hà. Cảnh sát quanh khu vực đó hãy chú ý. Mau chạy thôi. Để con tôi thì sao? Cậu đi trước đi. Không được chạy, đứng lại. Cậu đi trước đi. Nhặt túi đó đi. Đừng chạy.
Tôi để xe ở đây được rồi chứ? Được rồi, theo tôi về lấy lời khai. Anh Quy, bạn gái của anh không chịu đưa ra lời khai. Cô ấy sẽ không nói bất cứ điều gì cho đến khi cô ấy nhìn thấy anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy là nhân chứng tận mắt của vụ mấy tên cướp giết cảnh sát. Hôm nay tôi chuyển nhà và chiếc xe tải vừa đến. Anh Tu, xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi. Có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một chút được không? Đến rồi hả? Em còn tưởng anh không đến chứ. Em không sao chứ? Em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi, em có chuyện gì chắc cũng không biết đâu. Có cần nói nhiều tới vậy không? Anh chỉ hỏi là em có sao hay không. Tất nhiên là có rồi. Ở đây, giờ ở đây nữa. Em chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, em thực sự sợ hãi. Xem chút nữa thì không còn mạng ở đây nói chuyện với anh rồi. Đau lắm đó. À, nữ chính đến rồi đây. Thật là trùng hợp. Anh Quy là người phụ nữ này nè. Cô ấy đã đánh em. Em phải khiếu nại cô ấy và lấy lời khai. Em muốn làm gì nữa vậy? Người phụ nữ này gần như khiến cho em phát điên lên. Vừa rồi cô ấy đã đẩy mạnh em vào thành xe và đá một lần nữa. Cô ấy còn đá vào mông của em. Tôi không có đá vào mông cô. Vậy cô thừa nhận rằng cô đã đẩy tôi vào thành xe và đá tôi rồi. Tôi muốn kiện cô. Kiện cô tội quấy rối công dân. Cô à, nếu cô không ngăn cản thì tôi đã tóm được bọn trộm đó rồi. Cô bắt trộm thì liên quan gì tới tôi kia chứ? Đây không phải là trách nhiệm của cảnh sát. Là một công dân tốt, cô nên hợp tác với chúng tôi. Mọi người là bạn bè hết mà, bỏ qua đi. Em không biết anh và cô ấy có phải bạn hay không, nhưng em thì chắc chắn không phải. Bây giờ em cũng đâu gặp phải vấn đề gì lớn đâu. Không phải nạn cô ấy cũng được, nhưng anh phải nghĩ làm cảnh sát đi. Anh đã nói rồi, chuyện này hắn nói sao đi. Nói sao? Chắc lúc đó anh quên luôn cả họ của em rồi. Hôm nay em chuyển nhà mà anh cũng không thèm đến giúp còn nói nữa. Cô à, cô giải quyết gì gia đình xong chưa vậy? Để trễ một tiếng rồi mà vẫn còn ồn ào. Tôi phải phụ thu phí 5 tệ cho 5 phút. Anh muốn làm gì thì làm, tôi vẫn chưa hết tức đâu. Xin lỗi, hôm nay anh rất bận nên quên mất lệm chuyển nhà. Anh cái gì cũng quên. Em đang bận, đi trước đi. Được rồi, vậy em đi trước đi. Em đi rồi anh đừng có hối hận đó. Anh tôi, người phụ nữ kia vẫn chưa ghi lại lời khai xong. Xin lỗi, tôi sẽ đến nhà cô ấy để ghi âm vào tối nay. Vẫn còn nói chuyện chứ? Người phụ nữ này là ai vậy? Cậu không biết cô ấy ư? Thương Giang Chỉ nổi tiếng nhất trong bộ quân phục ở tầng dưới, một phát là chết liền. Có phải là người đã trèo xuống từ tầng 36 để bắt một tên trộm lần trước không? Tiền xăng, tiền thay kính xe, tiền mua thuốc an thần, ngoài ra còn có phí hộ tống, tổng cộng là 1.380 tệ. Cái gì? Anh tính cắt cổ tôi hay sao? Đắt quá, tôi tự làm là được rồi. Có một con bò chặn phía trước, làm sao di chuyển đi? Nếu đuổi con bò đi thì phụ phí thêm 500, tổng là 1.880. Nè, có phải con bò của tôi chặn đường cô hay không? Đúng vậy. Mày muốn chết hả? Tại sao lại chặn đường cô gái này chứ? Thiệt là thô lỗ. Mày thiệt là... Thật ngại quá, chờ tôi một chút nha. Mau gọi Thái Thúc Công ra dắt con bò này đi. Cảm ơn chú đã gọi Thái Thúc Công. Thái Thúc Công, mau đến giúp chị gái này xua con bò này đi đi. Con bò này đúng là khổ, đến sô-cô-la cũng không có mạng. Chị gái này cho con sô-cô-la nè. Sô-cô-la có đúng vậy không? Được rồi, tôi sẽ mời. Con còn muốn uống nước ngọt nữa. Chị gái này sẽ mời con uống nước ngọt. Được, được, tôi mời mà. Chị sẽ thuê em làm thêm vào mùa hè chứ? Được chứ, được. Tốt, vậy được. Chị thậm chí còn không biết em. Tên em là Thái Thúc Công có đúng vậy không? Được rồi.
Cậu ấy là Thúc Công. Chị chú là, tôi là ba của Thái Thúc Công. Mọi người gọi tôi là chú Đạt. Hai cha con tôi rất có tiếng nói trong làng đó. Nào, mọi người cùng ra giúp một tay đi. Cô ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm. Mọi người phụ dọn đồ đi nào. À, không cần, không cần đâu. Không sao, cô đừng có ngại mà. Vậy còn gì tốt hơn nữa, không có gì. Tôi có thể tháo ghế sofa trước được không? Mọi người cẩn thận đó. Không thành vấn đề. Cẩn thận. Cẩn thận một chút, cảm ơn. Chú có sao không? Không sao, cẩn thận đó. Bà Tứ à, đến giúp một tay đi. Cảm ơn mọi người. Đừng cảm ơn nữa, đừng khách sáo mà. Để xuống đi, đừng làm dơ đồ người khác. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người để đâu cũng được. Chút nữa tôi sẽ sắp xếp sau. Cảm ơn mọi người. Cẩn thận đó. Đặt mấy đồ này ở đâu? Mọi người đặt đâu cũng được. Chút nữa tôi sẽ dọn dẹp sau. Tới đây, đừng có làm rơi đồ của người ta đó. Cẩn thận. Đặt mấy cái nồi này vào bếp. Tới đây nhà bếp có đúng không? Cẩn thận, đừng có chạm vào đồ của người khác. Để nó ở đây là được rồi. Tại sao có bể cá mà lại không có con cá nào vậy chị? Chị đã để chúng vào một chiếc túi rồi. Chúng sẽ được chuyển đến sau. Thái Thúc Công, em tên là gì vậy? Bá Lâm. Bá Lâm hả? Cô gái, những con cá muối này cho cô đi. Chúng tôi có một ít mắm tôm, rau khô nữa, ăn rất ngon. Mọi người tốt bụng quá. Khách sáo quá rồi, cảm ơn. Thơm quá. Thế mới nói, bán anh em xa mua láng giềng gần. Cá này chiên lên, nhất định ăn rất ngon. Em có thể một lần chính thức nói tạm biệt danh trước khi rời đi có được hay không? Bây giờ em đi rồi. Tỉnh à? À tỉnh. Tại sao lại muốn chuyển đến một nơi xa xôi như vậy một mình? Ở đây quá yên tĩnh và rất nguy hiểm, em biết không? Em muốn có một giấc ngủ ngon, em hy vọng mỗi ngày đều không phải sống vội vàng. Bây giờ em đi ngủ đi, tạm biệt. Đây là những áp lực mà công việc mang lại cho em hiểu không? Áp lực từ anh thì có. Nên nghe em nói vào ngày hôm đó từ bỏ làm cảnh sát, em cũng không cần bỏ công việc đã làm 5 năm nay đâu. Bây giờ anh bảo nghỉ việc còn khó hơn là bỏ em nữa, vậy đi. Tỉnh à. Mở cửa đi mà. Tỉnh à. Nếu không mở cửa, Thịnh đi đó. Tỉnh à. Anh đi đi. Đi thật rồi hay sao? Có nhầm lẫn không vậy? Ai cho anh vào đây? Đừng tức giận nữa mà. Đừng tức giận. Vừa rồi ở đồn cảnh sát không thấy anh đối xử tốt với em như vậy. Em đã chờ rất lâu, em không biết anh đã đi đâu. Em cũng hiểu đó là đồn cảnh sát kia mà. Hơn nữa họ không có cùng đội với anh.
Em nghĩ rằng đó là một phòng khiêu vũ và có thể gọi cho bất kỳ cô gái nào anh thích đến hả? Tôi không nói với mấy chuyện này nữa. Anh có biết rằng ở Hồng Kông có những người mỗi ngày được cầm súng trong mọi trường hợp không? Một khẩu súng có giá hàng trăm tệ, hơn 1.000 tệ có thể đi cướp sinh mạng của một người. Bọn cướp còn có nhiều súng lục hơn cả cảnh sát nữa. Đúng vậy, bằng chứng sơ bộ đã được thiết lập đầy đủ. Vậy thì tại sao anh phải mạo hiểm cuộc sống của mình? Chính vì kẻ trộm quá hung tợn nên chúng ta cần phải có những người cảnh sát. Vậy em cũng cần anh vậy. Nhưng các công dân cần anh nhiều hơn. Vậy anh đi ngủ với các công dân của anh đi. Em thử nghĩ xem, nếu không có anh thì ai sẽ bảo vệ cho em đi? Em ở đây gọi trời không đáp, gọi đất đất không nghe. Dân làng ở đây thương em biết bao nhiêu. Em mới chuyển đến thôi mà, đã cho em rất nhiều thứ. Họ rất ấm áp và tốt bụng. Anh không thương em như vậy hay sao chứ? Hai người cãi nhau xong chưa vậy? Đã hòa giải rồi sao? Đúng vậy. Xin lỗi đã cản trở hai người. Đây là hóa đơn cho dịch vụ buổi chiều nay. Cảm ơn, cảm ơn. Tủ lớn 50 tệ, tủ nhỏ 10 tệ, bàn trang điểm 15 tệ, ghế sofa 30 tệ. Tôi đã giảm giá rồi đó. Cá muối 80 tệ, rau khô 20 tệ, mắm tôm 15 tệ. Cô không thể mua cá muối ở bất cứ nơi đâu ngon như vậy đâu. Cộng thêm 10% phí dịch vụ nữa. Đây là phí dịch vụ của cha con chúng tôi. Cô có thể thanh toán hóa đơn một lần hoặc trả góp. Chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ đột nhiên có phân bò trước cửa nhà chị, hoặc điều gì đó bất ngờ hơn khiến chị không được vui. Ba, con nói vậy có đúng hay không? Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mà. Thôi, chúng tôi không quấy rầy hai người nữa. Ngày mai chúng tôi đến thu tiền nha. Đi thôi, đi thôi. Họ đang tận hưởng thời gian bên nhau. Tạm biệt. Quả nhiên họ thật sự rất ấm áp và tốt bụng. Nhưng mà cũng tốt. Như vậy mới giống người Hồng Kông chứ. Lại là công dân gọi cho anh kìa. Đừng có lo lắng, anh nhất định sẽ quay lại mà. Bây giờ anh còn chưa hoàn thành việc lấy lời khai của em. Bye bye. À đúng rồi, tỉnh à. Số điện thoại đây là gì vậy? May là anh còn nhớ hỏi số điện thoại của em đó. 3457010. Anh đi thật sự. Đừng có hành động như một đứa trẻ nữa. Bây giờ các công dân đang rất cần anh. Em cũng cần anh mà. Nếu anh đi thì đừng quay lại đây nữa. Anh thực sự phải đi mà. Tạm biệt. Anh sẽ giải thích sao vậy? Tốt hơn hết anh đừng có quay lại nữa. Sống một mình thật tốt biết mấy. Không có ai ồn ào. Không có ai, không ai gây phiền nhiễu. Không ai đá mình ra khỏi giường. Không ai tranh giành nhà vệ sinh với mình. Không ai ăn hết mì gói của mình. Chết tiệt. Không phải như vậy chứ. Mình không có đi vậy. Sống một mình vẫn ổn. Không ai làm phiền. Và không ai mở cửa. A Quy. Chết tiệt. Chẳng phải nói chỗ này tốt lắm hay sao? Thật sự trúng lục hợp thể hay sao? Cũng còn tốt chán. Mở, tôi muốn mở cống. Đừng nói hộ đồ nữa. Vậy tôi ăn một lần nữa, tôi muốn lấy cống 5 vàng 1. Lấy cống và mẫu lấy phán tự làm mẫu. Ồ rồi, cảm ơn, cảm ơn. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao hoài vậy? Chẳng có chút uy tín nào hết. Nếu anh ăn thêm một lần nữa tôi sẽ chặt ngón tay của anh đó. Phải phải, tôi xin lỗi. Gián này tôi không lấy tiền của cậu. Hai người trả tiền trước đi. Xin lỗi. Không cần xin lỗi. Tổng cộng phí vào cửa 5 tệ, phí ra cửa 5 tệ. Nhưng hôm nay hết chỗ rồi, ngày mai vô làm đến sớm. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có thợ sửa khóa hay không vậy? Cô Trương có phải gì không? Mọi người chờ chút nha. Tôi sẽ nói cách tính phí cho cô nghe trước.
phí mở cửa 100 tệ, làm thêm giờ 100 tệ, phí đi lại 50 tệ, tuyển bo tùy ý, nhưng khách hàng thường cho 50 tệ. Cô Trương tổng cộng là 300, vậy tôi phải dỡ cửa sổ kính và leo vào còn rẻ hơn đó. Bạn bó 8 tệ, thuốc bôi 10 tệ, kem sẹo 20 tệ, tính ra không quá 50 tệ. Cô tính còn tệ hơn tôi nữa, tùy ý cô vậy. Mà cô mà bị thương thì phải tốn vài ngàn tệ để mà đi thẩm mỹ đó. Nếu lỡ đầu của cô bị chấn thương, có khi còn trở thành người thực vật nữa kìa. Ngoài ra, những tên lưu manh trong ngôi làng này rất lợi hại. Họ sẽ đi theo cô đó. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Cô gái à, tôi không có đùa đâu, cô tự mình suy nghĩ lại đi ha. Nè, nói xong chưa vậy? Cái cửa đó đá một phát là mở được mà. Anh ta là gì? Hãy nhìn xem, đó là kiểu người mà tôi mới vừa nói đó. Lưu manh hả? Đúng vậy. Cảm ơn. Thợ sửa khóa, bắt đầu công việc thôi, đừng có lười biếng nữa, mau lên. Thợ sửa khóa tới rồi đây. Đây là ca đêm đó bố à. Được rồi, sáng mai chị sẽ tính với con. Nhanh lên, đi với chị đi nào. Cậu bé lại là người mở khóa sao? Đúng vậy, thợ sửa khóa trẻ cũng giống như vậy. Sao chị đi chậm vậy? Chị sợ giảm phải phân bò. Chị bằng đêm dẫn đường. Nếu chị làm bẩn dép của bố, chị phải trả thêm 500 tệ nữa đó. Tốt quá, em không giống như bố của em. Vậy chị bế em đi. Thành thật mà nói, em có thể làm được không? Chị tin em đi. Đi theo em. Chị có thể để em trên vai được không? Em định trèo qua cửa sổ này à? Đúng vậy. Em làm được không vậy? Đến Thái Thúc Công mà chị còn không tin hay sao? Tin. Em phải cẩn thận đó. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Em bị sao vậy? Có sao không? Em chết rồi. Chị kêu hồn ma của em mở cửa cho chị đi. Không thành vấn đề. Wow, mấy con cá đẹp quá. Chị ơi, những vật sáng đó là gì vậy? Những cái đó là viên pha lê bạn trai chị đã tặng cho chị. Vậy thì em cũng phải quen một người bạn trai mới được. Xem nè, chị bỏ dép của bố em vào túi sách của em rồi đó. Nhớ yêu cầu bố em trả lại tiền cọc cho chị. Quên mất là mình chưa ăn gì hết. Thái Thúc Công, em đói chưa? Có muốn ăn mì hay không? Em muốn ăn tô lớn nhất. Thái Thúc Công, có mì ăn rồi đây. Thái Thúc Công, chúng ta ăn mì trước đi. Tại sao chỉ còn một cây xúc xích? Đừng tức giận, đừng tức giận. Mình bị điên rồi mà. Chắc hôm nay mình quên uống thuốc. Nè, đừng chỉ quanh quẩn và chơi cả ngày. Em là một cậu bé. Lớn lên em muốn làm gì? Làm cảnh sát. Làm cảnh sát có phải là một công việc không? Em không có tham vọng gì sao? Có, nhưng là cảnh sát thì có thể bắt được tất cả những tên ăn trộm. Thật sự không biết đàn ông các người đang nghĩ cái gì nữa. Những tên trộm đó chắc dễ bị nhìn thấy, dễ dàng bị bắt đi chắc. Bạn trai của chị làm nghề gì? Làm cảnh sát.
Em chơi nãy giờ rất giỏi. Nhưng mà chị nghĩ em cũng đã mệt rồi. Mệt giống như chị vậy. Trễ lắm rồi. Sáng mai chị còn phải làm việc nữa. Hay bây giờ em về nhà đi, được không? Chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi. Đúng rồi. Quay về thôi. Chị à, ngày mai em tới chơi có được hay không? Chuyện này để chị suy nghĩ cái đã. Được không? Tạm biệt. Tạm biệt. Đi làm thôi. Tại sao mình phải gọi cho anh ấy trong khi đêm qua anh ấy không thèm gọi cho mình? Chào buổi sáng. Chị ơi, em muốn chơi trò chơi điện tử. Chơi điện tử hả? Bây giờ chị phải đi làm rồi. Như vậy đi, chị cho em chơi điện tử, em sẽ giúp chị dọn nhà và coi nhà cho. Được rồi. Chị em chơi cũng được, nhưng nhớ phải ngoan ngoãn đó. Sau khi em chơi xong, hãy tắt tivi và đóng cửa trước khi rời đi. Có được hay không? À, còn nữa, nếu như có ai đó tên Quy gọi điện cho chị, thì em nói là chị chết rồi nha. Mà không, nói với anh ta là anh ta đi chết đi. Ai đang chửi mình vậy kìa? Chắc chắn là bạn gái của anh đang chửi rồi. Anh Quy thật là xấu hổ. Cái đêm qua mà không thể làm lành với chị ấy. Cậu nói nhiều quá đó. Cô đợi sếp Hổ ở đây. Ông ấy sẽ đến sau. Anh Quy à, sao cô ấy lại ở đây? Chắc là được chuyển từ đơn vị khác tới. Rất hợp với cậu đó. Tôi thì dũng cảm, nhưng mà cô ấy thì bị động kinh, không giống nhau đâu. Sếp, anh Tô, cô ấy từ đội chống ma túy. Anh Tô, chào anh. Cô ấy tên là Ô Tiểu Phụng, và cô ấy đến đây để giúp cậu. Gọi cô ấy là Thương Văn Chỉ là được rồi. Anh thực sự điều cô ấy tới sao? Cô ấy có diện mạo mới và làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Cũng tốt. Trong rừng có tiếng chim hót. Dạ hết phải khí độc nên vẫn chưa tỉnh dậy được. Không khí đang trở nên đen kịt do ô nhiễm, và những đám mây cũng biến từ trắng sang đen. Không khí đã chuyển sang màu đen. Tại sao viên bi này lại không phải hình tròn? Nè, cậu bé. Cứu mạng, cứu mạng. Nè, cậu bé, cậu bé. Đừng có chạy mà, cậu bé.
Đừng có chạy. Cứu mạng. Đừng có hét nữa mà. Đừng có hét nữa. Cậu bé, đừng có chạy. Bố ơi. Sao mắt của tôi cứ giật giật hoài vậy? Không biết có phải con trai tôi đang gọi tôi không? Nè, không phải ông ăn hết tiền của tôi rồi muốn chuộng đó chứ? Để tôi gỡ lại cái đã. Nếu không tôi sẽ giết ông đó. Cậu có cần hung dữ tới vậy không? Được rồi, chơi thêm 40 gián nữa. 40 vòng, chính quân xuống. Nè, đừng có hét nữa mà. Đau quá. Đừng có sợ. Đừng có sợ. Đau quá. Anh sẽ không làm hại em đâu. Anh có phải ăn trộm không? Không phải. Anh là ai? Em biết rồi. Anh vào đây là muốn chơi điện tử có đúng vậy không? Phải, phải. Em sẽ không nói với người khác là anh lẻn vào đây chơi điện tử đâu. Nhưng đừng nói với mọi người rằng em đã đánh anh đến chảy máu đó. Anh sẽ không nói. Anh sẽ không nói. Anh sống ở đâu vậy? Anh không có nơi nào để ở cả. Anh không có nơi để ở. Thật đáng thương. Hay là anh về ở với em đi. Nơi này khá bí mật. Ngay cả bố của em cũng không biết về nơi này. Đừng nói là người khác đó. Được, anh hứa với em. Đi theo em. Nó có một quy tắc, anh phải nhảy qua nó thì mới có thể mở cửa. Thông qua rồi, có thể mở cửa được rồi. Anh ơi, anh giỏi thật đó. Sao anh có thể tránh được cái bẫy của em vậy? Vì cái bẫy này chưa được tốt cho lắm. Vậy anh giúp em làm cái bẫy khác có được không? Được. Đợi anh khỏe lại trước đã. Ngày mai em sẽ mang cho anh cái gì đó để ăn. Rồi anh sẽ sớm bình phục thôi. Anh tên là gì? Mọi người đều gọi anh là anh họ. Anh họ. Anh họ, tạm biệt. Phiền bạn gọi đến số 138. Không có gì, tôi không gọi nữa, xin cảm ơn. Em sẽ không gọi cho anh. Anh phải gọi cho em trước. Anh không tin là em không gọi cho anh đó. Tiên sinh đừng vậy mà. Người đẹp, ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Tôi không nhàn rỗi như anh. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Vậy thì làm nhanh lên. Sau khi xong việc anh về trước đi. Làm gì? Cô định đi đánh người vừa nắm tay cô sao? Cô phải nhớ rằng cô đang là nhân viên phục vụ của quán bar đó. Nhân viên phục vụ là bị sợ mó hay sao? Nè, bảo bối, em có thể đến đây được không? Đừng bỏ đi và trò chuyện với những người khác chứ. Cô ổn chứ? Hay là qua đó nắm lại tay anh ta cho quỳ. Thiệt là. Có người chịu thua rồi. Làm gì mạnh vui dữ vậy? Có rất nhiều điều giữa đàn ông và phụ nữ trẻ như cô sẽ không hiểu được đâu. Có phải là cô Trương nhắn cho anh em yêu anh có đúng không? Làm sao cô biết? Là tôi gọi đó. Mọi người nói nếu cô Trương gọi cho anh thì anh sẽ rất hạnh phúc. Quay về tôi sẽ tính sổ với mấy người. Mọi người chú ý đến người khách vừa mới đến.
Anh à, anh muốn uống gì? Bia đi. Dạ được. Đợi hắn mua xong chúng ta bắt đầu. Em gái qua đây ngồi nào, đừng có xấu hổ nữa. Ai thèm chơi với mấy người chứ? Xe đi. Không được chạy. Lấy xe. Dừng xe. Đừng chạy. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô có cần liều mạng gì không? Nếu không liều mạng sao có thể bắt được cướp? Cô có thể bị chết nếu rơi từ trên cao xuống đó. Tôi đã chuẩn bị mạo hiểm mạng sống của mình khi trở thành cảnh sát rồi. Đi. Chuẩn bị. Chị chào buổi sáng. Chào buổi sáng Bá Lâm. Bố nói rằng nếu ngủ ít hơn thì sức khỏe sẽ tốt hơn và sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Bố nói vậy là không đúng rồi. Nếu em không ngủ đủ giấc, em sẽ không có một cơ thể khỏe mạnh. Vậy làm thế nào để mà kiếm tiền đây? Chị vậy, sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất, em biết chưa? Chị ơi, chị đang tập thể dục sao? Đúng vậy. Vậy tập thể dục nhiều thì sẽ khỏe mạnh đúng không chị? Đúng rồi. Chỉ cần di chuyển như vậy, tập theo chị. Một, hai. Một, hai. Chị ơi, thế nào là mẹ vậy? Em không biết mẹ là gì sao? Bố của em không nói cho em biết à? Bố nói mẹ em là lão đậu điều thái. Sau khi sinh em xong thì mẹ đã đi mất. Vậy tại sao mẹ của Minh Tử nhà kế bên không phải là lão đậu điều thái? Mẹ không phải là lão đậu điều thái. Mẹ là phụ nữ có thể sinh em bé. Thế thì tại sao nhà em lại không có em bé? Khi em được sinh ra em là rất bé. Lúc đó em là em bé đó. Vậy khi chị được sinh ra chị cũng là em bé sao? Đúng vậy. Vậy lúc đó chắc chị còn bé hơn cả em nữa. Chị có mẹ hay không? Có. Nhưng khi mẹ chị còn sống, chị đã không quan tâm gì đến bà ấy. Chị với mẹ suốt ngày cãi nhau. Sau đó chị đi nước ngoài du học một mình. Không lâu sau thì mẹ chị đã đi rồi. Bà ấy đi đâu? Giống như mẹ của em vậy. Bà ấy đã đi đến một nơi rất xa, rất xa. Khi mẹ chị ra đi, chị đã không ở bên cạnh bà ấy. Tại sao chị không ở bên cạnh mẹ chị? Vì chị không tốt. Chị không yêu thương bà ấy. Em có ngoan không? Em rất ngoan. Em yêu bố em rất nhiều, thật sao? Bá Lâm, em có thương chị không? Thương, nhưng chị có sinh em bé không? Một ngày nào đó chị sẽ sinh. Làm thế nào để sinh em bé? Chị sẽ ở bên người đàn ông mà chị yêu. Người đàn ông ấy sẽ đặt một hạt giống vào bụng của chị. Hạt giống sẽ lớn lên từng ngày và nảy mầm. Và một ngày nào đó, một em bé xinh đẹp sẽ chào đời. Tốt quá. Em có một hạt dưa hấu. Em muốn đặt nó vào bên trong bụng của chị. Hả? Cái này à? Bố em cũng có rất nhiều hạt dưa hấu. Một hạt hay nhiều hạt? Nhiều hạt. Chị không muốn. Đi thôi. Khui bài. Tiểu tử thúi, dọa chết bố mày. Đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền bố nghỉ ngơi. Mấy ngày rồi bố không ngủ, bố sẽ chết sớm đó. Con mới rất dễ chết đó. Kỹ năng chơi mặt trượt của bố rất tốt. Bố có thể ngủ bằng một mắt và chơi bài bằng một mắt. Kiếm tiền là điều quan trọng nhất, đi chỗ khác đi. Kiếm tiền là quan trọng.
Cái này là cái gì? Viên bi. Không, muốn nói cái này nè. Con đã nhặt được nó từ nhà của chị Trương. Nhặt được kim cương ở nhà chị Trương. Nè, đừng nói với ai rằng con nhặt được viên đá này từ nhà chị gái đó nha. Dạ. Anh họ, bữa sáng đến rồi đây. Bá Lâm, cẩn thận đó. Anh họ, bữa sáng vào quần áo của bố em đây. Cảm ơn. Bá Lâm. Wow, cái bẫy của anh tuyệt vời. Anh sợ ai đó sẽ đến và ăn cắp đồ chơi của em. Anh ăn bánh nhanh đi, em phải quay về rồi. Nếu bố em biết em đưa thức ăn cho anh, ông ấy sẽ đánh em mất. Kim cương đâu? Chỉ còn một cái kẹp áo. Không có vấn đề gì, nhưng mà không có gió. Không được, mình vẫn phải đi mua. Mua kẹp áo thì chắc 10 tệ là đủ rồi. Không được, chú Đạt rất tham tiền, 10 tệ chắc là không đủ đâu. Phải mang theo máy tính cầm tay. Đi thôi. Nhớ sau này phải thông minh và dễ thương hơn đó, có biết hay không? Dạ. Cô ấy đến trước cửa rồi. Chú Đạt à, chú đi đám cưới sao? Không phải, tôi đi tìm cô đây. Tìm cháu? Phải, cô Trương à. Cô lại tìm tôi sao tình cờ như vậy chứ? Hai chúng ta đúng là thần giao cách cảm mà. Cháu tới mua kẹp áo. Kẹp áo? Được, tôi sẽ lấy cho cô. Muốn mua một ít móc treo quần áo hay không? Tôi sẽ cho cô xem. Bà làm mệt vào mang vài cái móc treo cho cô Trương đi. Dạ. Chú Đạt, cháu chỉ muốn mua cái kẹp đồ thôi, không cần móc treo. Bố à. Cô Trương à, cháu cầm lấy mà dùng. Không cần nhiều gì đâu, không cần trả tiền đâu. Nó làm mất đi tình cảm của chúng ta đó. Cô Trương à, có vài điều cô chưa biết. Để tôi cầm giúp cho. Cháu tự cầm được rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Cô Trương à, mẹ của Bá Lâm mất khi nó còn nhỏ. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả, một mình nuôi dạy nó lớn lên. Có câu trên đời chỉ có mẹ là tốt. Con có mẹ như báu vật. Cô nhìn xem, một đứa trẻ hồn nhiên và hoạt bát đã mất đi tình yêu thương của mẹ. Cô nói xem buồn biết bao nhiêu. Đúng vậy, rất đáng thương. Cô Trương à, nếu có một người nào có thể cho nó tình yêu của một người mẹ, cho nó biết sự vĩ đại của tình mẫu tử, cô có nghĩ rằng đây là một điều rất tuyệt vời không? Dạ, nhưng mà cháu không thể là nó được. Không, cô rất phù hợp, chắc chắn là phù hợp. Kể từ khi cô nói chuyện với Bá Lâm sáng nay, cô đã khiến nó vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi biết hai người đã thảo luận về mẹ. Phải, cô đã cho nó biết sự vĩ đại của người mẹ. Vì vậy tôi nghĩ rằng trên thế giới này, ngoại trừ cô ra, không ai có thể làm được. Cháu không thể được. Mẹ nuôi. À, làm mẹ nuôi. Đúng vậy, là mẹ nuôi. Bà Lâm à, mau gọi mẹ nuôi đi con. Mẹ nuôi. Ngoan. Được rồi, từ đây mọi người sẽ là một gia đình. Vì việc quà để nhận con nuôi thì chỉ cần kim cương hoặc dây chuyền vàng là được rồi. Đúng vậy, làm mẹ nuôi, tôi nên tặng quà cho hai người. Những thứ phát sáng là được rồi. Con biết, con muốn những hạt thủy tinh sáng bóng trong hồ cá vàng của chị. Có phải là một trong những cái con mang về bữa trước không? Đúng vậy, nhưng nó to hơn nhiều. Đúng vậy, tùy tiện đưa cho nó một ít là được rồi. Vậy không được. Được rồi, chuyện này nói xong rồi. Chúng tôi cùng về nhà cô lấy thôi. Không cần đâu, chỉ là một món quà nhỏ, không cần chứ phải đến tận nhà đâu. Bà Lâm, đi cùng mẹ về nhà nào. Dạ, con muốn chơi điện tử, cũng được. Nhớ lấy cái nào bự nhất cho bố. Rồi về sớm đó. Không muốn, con muốn ở lại chơi trò chơi điện tử. Con mang về đây một hạt thủy tinh lớn. Bố mua 10 cái máy chơi game cho con luôn. Vậy cũng được, mau về sớm đó. Đi với mẹ nuôi đi, bye bye. Nhớ quay về sớm đó. Con biết rồi. Sao toàn hàng giả vậy? Con háo hức muốn chơi game quá. Dù con muốn chơi cũng không được chạy nhanh như vậy. Té bây giờ. Đừng có chạy nữa. Nè con lựa đi. Thích cái nào cứ việc lấy cái đó. Mẹ sẽ lên lầu để chọn một cái thật lớn. Cái lớn hơn. Không cần đâu. Bố nói chỉ cần hạt thủy tinh này là được rồi. Không được đâu. Con ngốc quá. Sao có thể như vậy được? Anh lại. Tôi là trộm. Trộm sao? Trộm. Có trộm. Có trộm. Bá Lâm, mau chạy thôi. Có trộm, nhanh lên. Cứu với. Không được chạy. Cứu với. Mau giao hết tiền ra đây. Không có tiền. Anh đã tìm khắp nơi rồi còn gì. Có đồ gì giá trị không? Mẹ nó, dám đánh tao sao? Mẹ kiếp, mày được lắm. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày. Làm phiền anh rồi. Cho hỏi anh là ai vậy? Tôi hả? Tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi. Đúng vậy, anh ấy là anh họ. Một người đàn ông tốt. À, thì ra là anh họ của Bá Lâm. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đi trước. Có gì tìm tôi là được rồi. Được được. Đúng rồi, con muốn đi chơi với anh họ của con. Cẩn thận đó. Nhanh lên, chuẩn bị xuất phát. Anh Tô có thể xuất phát rồi. Anh Tô có điện thoại. Sao vậy? Tôi có việc quan trọng phải làm. Suýt chút nữa em bị cưỡng hiếp rồi đó. Tiểu thư à, nếu muốn gọi cho anh thì hãy tìm một lý do chính đáng hơn đi. Gọi cho ai xin đi. Cậu ấy là người mới nhất đó. Bây giờ anh trở ra ngoài rồi. Anh nói cho em biết, anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể cưỡng hiếp em. Nấu canh ngon đi. Tối nay anh đến ăn. Ngoan, yêu em. Hạt dẻ. Hạt dẻ đây. Anh Tô à, đợi cả buổi sáng rồi mà không có manh mối gì hết. Có khi nào chúng ta đã bị tên trâu kia lừa không? Đừng lo lắng. Cậu nhìn anh ấy còn lo lắng hơn cả chúng ta nữa kìa.
để mắt đến chúng. Đậu phộng, đậu phộng đi. Hạt dẻ. Anh Tô à, không anh mối. Anh Tô, người đàn ông có râu nói rằng chính là tên mặc quần áo màu xanh lam và xanh đậm ở phía trước, chính là hai tên đó. Đi thôi. A Xin, chúng ta đứng đây quan sát là được rồi. Bắt người. Đừng qua đi. Cảnh sát đây, bỏ dao xuống. Đừng có làm loạn. Bỏ súng xuống. Chỉ xuống nước đi. Mang tính sang một bên. Tránh sang một bên. Xin à, còn không mau đuổi theo, đứng đây làm gì? Gọi xe cứu thương đi. Không được chạy. Cho tôi hỏi, khoa cấp cứu ở đâu vậy? Đi thẳng hướng này là tới. A Xin à, đừng khóc nữa mà, đừng như vậy. A Xin sẽ ổn thôi. A Quy, anh ổn chứ? Anh có sao không? Không sao, vết thương ngoài da thôi. Anh còn may mắn nữa, nếu không thì chính anh là người đang nằm trong phòng mổ rồi. Xin à, anh Xin ra rồi kìa. Xin à, Xin à, Xin, Xin à, bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Đừng lo, cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Đó, anh thấy chưa? Đừng lười biếng, mẹ nuôi của em rất kỹ tính đó. Anh biết rồi. Nè, anh đừng ngủ trên giường của mẹ em. Anh không có ngủ. Trời ơi, sao anh bất cẩn dữ vậy? Được rồi, em xuống nhà chơi điện tử tiếp đi. Anh sẽ không bất cẩn nữa. Lần sau đừng có đập phá đồ đạc nữa đó. Được rồi.
Anh họ đến xem nè. Anh họ rất bận, em chơi một mình đi. Chà, những hạt thủy tinh đẹp quá. Kim cương. Càng nhìn nơi này, anh thấy nơi đây cũng không tệ. Không ngờ em có mắt nhìn tốt tới vậy. Bây giờ em thấy em có mắt nhìn chưa? Em chọn anh là anh liền biết em là người có mắt thẩm mỹ rồi. Mau vào thôi, đồ ngốc. Vào thôi. Mẹ nuôi, bố nuôi, con đến rồi sao? Nhanh như vậy mà em đã nhận được cậu bé nuôi này sao? Dễ thương thật, liên quan gì tên? Con đến dọn nhà dưới trong nhà cho mẹ, con tìm anh họ giúp đỡ nữa hay sao? Đúng vậy, cô Trương. Bố nuôi, đây là anh họ. Chào anh. Anh họ, chào anh. Mẹ nuôi đã kể rất nhiều về bố nuôi đó. Mẹ nói sẽ dùng hạt giống của bố để mà trồng cây. Bà Lâm, đừng có nói. Trồng gì chứ? Em muốn anh trở thành một nông dân thay vì một cảnh sát. Được, con muốn làm cảnh sát với bố nuôi. Được rồi, đừng có làm phiền người khác nữa. Không thích, em muốn trở thành cảnh sát với bố nuôi. Tạm biệt. Hai người thật tinh ý và không làm kỳ đà cản mũi của chúng ta. Anh biết vừa rồi cô bé nói gì rồi. Anh phải trồng cái gì đó mới được. Muốn trồng thì tự mình trồng đi. Lỡ chút nữa họ quay lại thì sao đây? Em không cho anh cơ hội thì làm sao mà trồng đây? Không sao, không sao. Em làm gì vậy? Em lại gặp ác mộng. Tại sao ngày nào cũng gặp ác mộng hết vậy? Tất cả đều tại anh. Em sẽ không gặp ác mộng nữa nếu anh đồng ý với em sau này không làm cảnh sát nữa. Mình nói chuyện này sau đi. Nè, lần sau nếu anh gặp kẻ trộm, đừng có đuổi theo hắn nữa. Anh tránh qua một bên có được không? Anh là cảnh sát, làm sao có thể đứng nhìn như vậy được? Được rồi, trước khi em hứa với anh một chuyện. Chuyện gì? Thêm một lần nữa. Mấy ngày nay mẹ ở đâu vậy? Tôi muốn gặp đại ca. Giờ trong trời nói. Đi. Mày có bị chuyện không đó? Kim cương trong ngôi nhà có một người phụ nữ ở làng Mã Loan hay sao? Anh tin tôi đi. Mày đang đùa với tao hay sao? Bạn trai của người phụ nữ đó là cảnh sát. Nếu mày không đưa mấy viên kim cương ra, tao bắn chết mày đó. Tôi không nói dối các anh. Tôi làm tất cả chỉ vì tấm hộ chiếu này. Làm ơn hãy tin tôi. Đại ca, nghe tôi giải thích đi. Yên tâm đi, hộ chiếu đang ở chỗ của tao. Ngày mai lấy lại kim cương, tao sẽ đưa lại cho mày. Đi ngủ đi. Ba bán đường, đi thôi, còn đứng đó chơi nữa. Nhanh lên. Đại ca, anh thật sự muốn chia phần cho hắn sao? Chia kim cương cho hắn, chẳng phải chúng ta đã rất cực khổ sao? Sau khi lấy được kim cương, ta sẽ cho hắn một viên. A Hữu, gọi hắn dậy đi. Dậy đi, trời sáng rồi. Biết rồi. Chào buổi sáng. Chúng ta xuất phát thôi. Tôi đi rửa mặt trước.
Không được chạy. Mở cửa ra. Không được chạy. Đứng lại. Đây là 3.000 tệ tôi sẽ trả cho anh. Cái gì? 3.000 tệ thì bỏ đi. 48.000 sao? Nè, sao cậu lấy xe của tôi? Tránh ra. Để dỗ phụ nữ chỉ cần gửi tấm thiệp màu đỏ là được rồi. Anh cũng không phải bị di chuyển đi chỗ khác làm. Chính người vợ tương lai đã ra lệnh cho tôi chuyển đến bộ phận cảnh sát và quan hệ dân sự. Tuyệt vời, theo lệnh hôn thê của anh. Thật ra, nhà của vị hôn thê của anh có gì hấp dẫn gì hả? Anh chỉ đến đó có 2 lần mà thậm chí không mang theo súng. Động bàn tơ đó. Đó là một nơi rất yên bình. Vậy thì khi nào chúng ta đi nướng thịt đi? Mọi người muốn khi nào hả? Chỉ bằng hôm nay luôn đi. Cô giỏi đánh nhau, nướng thịt cũng giỏi vậy à? Sao nào, nướng thịt là sở trường của tôi đó. Tôi giỏi nhất là nướng cánh gà, sườn heo, bít tết, xúc xích. Nói chung là tôi nướng được mọi thứ. Được, vì hôm nay mọi người đều có thành ý như vậy, quyết định sau khi tan ca, chúng ta đến nơi yên bình nướng thịt, được không? Tuyệt vời. Để tôi gọi cho vợ tương lai trước đã. Alo, tỉnh hả? Đồng nghiệp của anh định sau khi tan làm sẽ đến chỗ em nướng thịt. Đúng vậy, tầm 5-6 người. Em chuẩn bị đi hả? Một chút anh sẽ ghé, không nói nhiều nữa. Tạm biệt. Có một trường hợp mà chúng ta phải xuất phát ngay lập tức. Cô có muốn ăn không? Tôi thích ăn cua. Nói chung đắt là được, mua đi. Nè, đây là một vấn đề nhỏ. Đừng cho thương nhân chỉ biết. Nếu không là cậu biến chuyện bé sẽ ra to đó. Chuyện to biến thành tang sự luôn đó. Cậu tự đi xử lý đi. Quyết định gì đi? Nè, thương nhân chỉ à. Cô vừa mới đến. Bây giờ cô có cơ hội để phục vụ tất cả mọi người. Cô phụ trách mua những thứ sẽ sử dụng ngày hôm nay. Chẳng hạn như là thịt heo nướng, gia vị và những thứ tương tự. Rồi đến nhà hôn thê của tôi trước. Còn mấy người chúng tôi sẽ đến sau giờ làm việc. Cô cứ thanh toán tiền trước. Sau khi chúng tôi đến sẽ trả lại cho cô. Tất nhiên được rồi. Việc dễ như vậy không thành vấn đề. Vậy được. Cô giúp tôi hoàn thành cho xong công việc này. Tôi đi trước nha. Giải quyết xong.
Anh họ, anh bị sao vậy? Anh họ. Anh họ. Chú Đạt, chú lại ăn tiền nữa sao? Ăn được một ít thôi. Gia chủ có hỷ, nghỉ một ngày, có hỷ mẹ mày. Có hỷ, ba có hỷ khi nào hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ăn uống nhiều như vậy? Trả tiền hay chưa? Thái Thúc Công, Thái Thúc Công, không được vào. Tại sao lại không được vào? Ai đã ăn nhiều thứ như vậy mà đã trả tiền ăn chưa? Quái lạ. Ta phải vào xem có chuyện gì. Đừng mà, con tránh ra. Ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Cậu ta là ai vậy? Anh trai con. Anh trai, bà đâu để ra người con trai này? Cậu ta là người ăn hết mấy thứ kia đúng không? Dạ phải. Trả tiền chưa? Dạ chưa. Không trả tiền mà tại sao con cho cậu ta ăn nhiều vậy? Cậu ta có tiền không? Dạ không. Không có hả? Có nhầm lẫn không vậy? Nè chàng trai à, chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện. Cậu đã lấy thức ăn của chúng tôi, thậm chí còn lãng phí băng gạc, thuốc của chúng tôi nữa. Hãy đi đi, nếu cậu không có tiền, đừng cố tỏ ra đáng thương nữa. Đây có phải là Diên Kim Cương thật không? Chàng trai à, tôi không phải có ý đó. Tôi sợ con trai tôi băng bó không được tốt. Tôi sẽ giúp cậu quấn nó tốt hơn. Làm sao cậu ta có được những viên đá này vậy? Con không biết, con không biết gì hết. Tiểu tử thúi, sao con lại không biết? Rõ ràng nó đã bị đánh cắp từ nhà mẹ nuôi mà. Nói cho bố biết, chính xác những viên kim cương của mẹ nuôi cất ở đâu. Con không biết thật mà. Bố sẽ cho con 100 tệ. Con sẽ cho bố tất cả đồ chơi của con. 500 tệ. Bố đánh con đó. Bố không cần con nữa. Nếu con không nghe lời, con sẽ không được gặp bố nữa. Con mất bố không quan trọng, nhưng bố không thể mất con được. Nói cho bố biết đi có được không? Trong bể cá vàng của chị. Đây mới là cậu bé ngoan chứ. Mẹ nuôi, gọi đầu hả? Cháu đang ủ tóc. Con cũng muốn ủ. Cậu bé có thể ủ không? Cháu sợ cháu không có thời gian để ủ tóc cho cậu bé. Vì bạn trai cháu đã gọi điện và nói rằng đồng nghiệp của anh ấy sẽ đến để ăn thịt nướng. Cháu định ủ tóc xong sẽ ra ngoài mua ít đồ. Chú Đạt, chú rất thích những con cá vàng của cháu sao? Không phải, tôi biết cô thích cá vàng. Vì vậy tôi mua cho cô mấy con đẹp đẹp. Mẹ nuôi à, bố đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó đó. Hôm nay không phải là sinh nhật của cháu. Không phải, cô nhận nuôi bá Lâm cũng lâu mà tôi cũng chưa tặng quà cho cô nữa. Vậy nên hôm nay tôi mua vài con cá vàng tặng cô. Những con cá này được một người bạn tốt của tôi nuôi dưỡng. Chú đã lấy chúng từ người bạn tốt của chú. Ai nói là lấy không, tôi đã bỏ ra 50 tệ đó. Con đã nói trước rằng bố đã trả rất nhiều tiền mà. Mẹ nuôi, cô lên lầu xả tóc đi. Tôi giúp cô bỏ cá vào bể cho. Bố để con giúp bố nha, không cần đâu. Con cùng mẹ nuôi lên lầu ủ tóc đi, làm phiền chú rồi. Đừng nói như vậy mà. Bá Lâm. Bá Lâm. Đại ca, làng này rộng quá làm sao mà tìm. Đại ca, anh họ đang ở đó. Theo dõi hắn. Có nhiều kim cương như vậy thì cũng đủ nửa đời sau của mình sống mà không làm gì. Bá Lâm, con thích ăn gì? Con thích ăn bít tết. Món ăn nhanh chín và nhiều thịt. Được rồi, chút nữa mày sẽ mua cho con nửa ký được không? Dạ được. Chú Đạt, chú bị sao vậy? Bố, hai người đang khiêu vũ ư? Mẹ nuôi, hai người đang khiêu vũ hả?
con cũng nhảy nữa. Mau rút phích cắm ra. Chú Đạt, chú dọa cháu chết khiếp rồi. Sao? Chú muốn câu cá bằng tay à? Không có, không có. Tôi đang giúp cô cho cá ăn thôi. Con giúp mẹ mở cửa. Cảm ơn con. Anh họ, anh tỉnh lại rồi. Xin lỗi, tôi đến là muốn nhận lại đồ. Nhận lại đồ gì? Nè, hình như không có thứ gì trong bể cá của tôi là của anh đâu. Bà Lâm, những hạt thủy tinh đó đâu rồi? Hạt thủy tinh gì? Những hạt thủy tinh đó để ở đâu? Hạt thủy tinh gì? Nè, các người lại gì? Bà Lâm, bà Lâm, những hạt thủy tinh để ở đâu? Chú không cần phải cười, chú là kẻ xấu. Những hạt thủy tinh để ở đâu? Trong bể cá. Đại ca, chỉ tìm thấy hai viên. Tại sao chỉ có hai viên? Đại ca, nếu anh thích những viên pha lê này thì cứ việc lấy đi đi. Thứ tao muốn là loại kim cương này. Còn hơn chục viên nữa. Giấu nó ở đâu? Kim cương, sao có kim cương trong bể cá của tôi? Cô không cần giả ngốc, không có mà. Mẹ nuôi à, mau trả lại những hạt thủy tinh cho họ đi. Chú hỏi đó trông thật dữ tợn. Không có, mẹ lấy đâu ra kim cương? Thật sự không có mà. Mau giao ra đi, nếu không họ giết chết mấy người đó. Tôi thật sự không có bất kỳ viên kim cương nào. Không có. Đại ca, tôi không nói dối anh. Tôi thật sự không có kim cương, thật đó. Tao đếm đến ba. Một, tôi không có mà. Hai, ba. Mẹ nuôi. Đi mau đi. Mẹ nuôi, đi với con. Nhanh, nhanh lên. Bên này nhanh lên. Ba bán đường, mau đuổi theo họ. Bà Lâm, con đi đâu vậy? Lại đi. Mẹ nuôi, đến đây với con. Có một cái bẫy bên này, người xấu sẽ không thể nào bắt được chúng ta. Vậy mau đi thôi. Bà Lâm à, con nói có bẫy. Bây giờ không còn đường nào để đi nữa rồi. Mẹ nuôi à, đi theo con. Bà Lâm, mau ngồi dậy. Cảnh sát, dừng tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thương Giang Chỉ, có chuyện gì? Hắn ta là kẻ cướp kim cương. Coi chừng hắn. Chú Đạt, chú Đạt, có chuyện gì xảy ra vậy? A Tĩnh, A Tĩnh đâu rồi? Chú Đạt, A Tĩnh đâu rồi? Bá Lâm, Bá Lâm, sao nhiều kim cương vậy? Bá Lâm và mẹ nuôi nó đang bị mấy tên trộm đuổi theo. Mẹ nuôi, mau lại đây, đi theo con. Đi bên này nè. Bá Lâm à, mẹ nuôi nhanh lên, mẹ thật là vô dụng mà. Bá Lâm à, mẹ không thể chạy nổi nữa, không thể chơi tiếp như vậy nữa. Nhanh lên đi, họ đuổi theo tới rồi kìa. Mẹ nuôi, đừng động vào cây tre đó. Cứu mạng. Bá Lâm, đã nói không chơi như vậy nữa rồi mà. Mẹ nuôi, đừng sợ, con tới cứu mẹ đây. Bá Lâm, thả mẹ xuống. Bá Lâm, thả mẹ xuống mau. Bá Lâm, Bá Lâm, đừng có gọi nữa, chúng sẽ tìm ra chúng ta đó. Bá Lâm, Bá Lâm, kim cương đang ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Bá Lâm à, ai đã dạy con đặt nhiều bẫy như vậy? Là anh họ vậy đó. Mẹ nuôi cẩn thận một chút, đi theo con. Nhanh lên. Mẹ nuôi mau giúp một tay. Mau đến đây, nhanh lên. Mẹ nuôi mau lên. Nhanh lên. Mẹ nuôi. Kim cương nằm trong tay của tôi. Bá Lâm, Bá Lâm, Bá Linh, bên này. Ba bản được, chuyện này không liên quan gì tới họ. Đại ca đã yêu cầu tao lấy lại kim cương. Mau giao chúng ra đây. Tại sao nấy có nhiều kim cương tới vậy? Kim cương gì? Thì mẹ tự hỏi anh ấy đi. Anh trai gì? Anh ấy không phải anh họ của con sao?
Cẩn thận đó. Anh ơi, anh ơi, Bá Lâm. Nè, rốt cuộc anh là ai? Tôi trốn từ đại lục sang đây. Xin lỗi, đã làm liên lụy tới mọi người. Mẹ nuôi, anh ấy là một người tốt. Anh đã phạm luật, anh phải vào tù. Anh ơi đừng sợ, em sẽ xin cảnh sát đừng bắt anh. Anh trai, Bảo Lâm, anh trai ngất xỉu rồi. Chúng ta mau gọi xe cấp cứu đến. Bảo Lâm, mẹ nuôi, bạn trai của mẹ chẳng phải là cảnh sát hay sao? Vậy mẹ nói cha nuôi đừng bắt anh trai đi có được không? Một người làm điều gì sai trái thì nhất định sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Anh ấy đang chảy máu kìa, gọi xe cấp cứu đi. Mau gọi điện thoại, nhanh lên.